em sẽ nấu món tôm càng xào hành. Tôm càng xong xào hành. Đây là các loại hành. Các loại hành nha. Và tôm càng ngắn gọn. Hành gì đây? Củ hành, hành lá, hành bơ rô. Tôm càng xào hành đang chuẩn bị sẵn sàng. Lên chảo thôi. Trong chuỗi series 100 món tôm càng làm bởi đầu bếp Cường Family. Cường Family. Rồi, giờ em sẽ chuẩn bị đây. Bắt ra đi. Đây, công tác sơ chế tôm càng đây các bạn. Mình nghiến cắt hết càng, cắt hết rau luôn. Mấy cái này có ăn được không ta? Rau tôm hả? Ăn rau tôm nó với ruột bầu hả? À? Giống như anh cứ dừa hả? Đây luôn, cắt hết mấy cái này anh sẽ nấu rau tôm càng nấu với ruột bầu cái. Rau tôm càng sẽ nấu với, không phải ruột bầu nữa, em sẽ nấu với rau bầu. Rau bầu hả? Đó, không có rau bầu đó. Chết rồi, cái này cộng đồng YouTube sẽ bấn loạn vì cái món tôm càng xuất hiện liên tục. Để nguyên con xào nha. Chắc là sẽ không ngon đâu. Em đang cắt nguyên liệu chuẩn bị cho món món gì ta? Tôm càng xào hành. Có gừng không ta? Dập dập đi. Như là quên một cục. Được. Bây giờ em sẽ xào hành với tôm. Tôm xào hành đang sẵn sàng. Nhấn mạnh chữ tôm càng. Tôm càng. Tôm càng xào hành đã sẵn sàng. Rồi nó sôi lên cho nó nóng chảo luôn nha. Dạ. Các bạn ơi, bây giờ chảo nóng rồi, em cho dầu vào. Cho xíu dầu vào. Cho bơ cũng được, mà tại vì em quên để bơ ra bên để trong tủ lạnh cứng quá. Cho bơ cũng thơm nữa. Em cho tỏi vào nha. Tỏi vào phi cho nó thơm xíu. Rồi. Mỗi nhà sẽ có một cách nêm gia vị khác nhau. Em nêm theo khẩu vị nhà em nhé. Đừng để tỏi vàng quá em. Cho thêm những chút tôm dễ thương vào. Những chút tôm càng dễ thương vào. Mọi người có thấy nó chuyển màu không? Rồi. Cho một chút xíu nước dừa. Em thích nấu ăn với nước dừa lắm. Em quê mặc dù dừa. Không phải quê Bến Tre, em quê xứ dừa mà em thích nấu ăn với nước dừa lắm. Em kế xứ dừa. Em kế xứ dừa. Em ghiền xứ dừa. Đây, chữ màu dần dần rồi đó. Rồi, em cho một xíu nước mắm đường. Cái món này chua chua, món này mặn mặn ngọt ngọt. Có vị chua mắm đường nha cả nhà, nhưng mùi thơm chứ. Dạ đúng đúng ra cắt con tôm nhỏ nhỏ ra cắt làm đôi, nhưng mà em cắt ra em sợ cái dập nó bung ra ngoài á, để dành chút mình múc múc mới ngon. Nêm thử cái vừa ăn không. Rồi đó. Đun một xíu cho tôm chín thì mình mới cho hành vào. Mọi người thích xào hành gừng cho gừng vào cũng được nữa, nhưng mà bé nhà em ăn không ăn gừng được. Nó hơi nồng mùi nít đó thôi, hơi khó một chịu á. Cho nên em không có cho. Tung chảo này. Cái này là tung là bật luôn á em chưa đủ trình để bật để tung. Rồi mở lửa nhỏ xíu để nắp lại chín tôm. Rồi hứa hẹn một món tôm xào hành của em Yến cả nhà ơi. Tôm
nó đã sôi rồi đây, một khối nghi ngút luôn. Mà cái món tôm xào hành này em nêm nó hơi mặn mặn ngọt ngọt, em thích vậy. Chứ em không có thích, cái bé nhà em nó không ăn cay được, em không có cho ăn gừng vào được. Đây, tôm đã chín rồi, bây giờ em sẽ cho, nhanh không? Củ hành. À, đây củ hành. À, hành được lá. Hành ba rô. Rồi xào lên đậm đà luôn. Món này mình ăn với cơm cũng được, mình ăn chơi cũng được. Tuyệt vời. Hành đã sẵn sàng ra dĩa. Tôm càng xào hành đã sẵn sàng ra dĩa. Thơm không anh? Thơm lắm. Đây, em sẽ cho thêm hành lá. Một màu xanh xanh, một màu đa đỏ. Khủng quá ha. Em xàm quá hả? Thôi kệ đi. Vấn đề là em chưa biết decor cho nó hấp dẫn thôi. Chứ em nấu làm và nêm là chuẩn luôn đó. Em biết cái này ăn ngon nhất là vì sao không? Mút mút cái vỏ. Rồi, em tắt bếp đây. Ra lò món tôm càng của em Yến. Thôi cái này gấp không được đâu. Thôi mình dùng cái gấp nó an toàn hơn. Gấp có gì đâu mà vì em có thời gian đi ra ngoài để review mấy cái món của các bác nấu, cho nên em nhà tự làm luôn. Đi tặng cho bà mẹ bỉm sữa. Rồi bây giờ đồng bọn của nó, mình cái càng mình sẽ để đâu bây giờ? Giữa. Ở giữa hả? Thôi cho lên luôn đi nha. Sơ vàng năm cánh mới ghê chứ. Chuẩn không? Rồi, tôm càng xào hành đã xong. Bốc khói nghi ngút luôn. Cho cái mặt em một cái đi anh. Cho nắng quá. Đẹp à. Rồi, em để đó xuống, để em đi. Trời ơi, mồ hôi dễ vậy. Chơi chồng này.